Xin chào mọi người, tôi là Dr. Vinmec và tôi sẽ cùng các bạn khám phá những điều thú vị bên trong cơ thể con người. Có thể bạn từng nghe thấy cụm từ ung thư di căn, thế nhưng chưa chắc bạn đã hiểu hết về nó đâu. Những điều tôi sắp nói tới đây sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy. Đây là một tế bào ung thư, nó cũng đã từng là một tế bào bình thường. Cứ nhân đôi rồi lại phân chia để tạo ra những tế bào mới. Số lần phân chia nhiều đến mức không thể đếm được. Và bạn biết đấy, có thể sẽ phát sinh một vài sai sót diễn ra và kết quả là một vài tế bào bị đột biến. Vậy thì mọi sự đột biến tế bào đều phát triển thành ung thư sao? Cũng không hẳn như vậy. Một tế bào bình thường cần từ một đến nhiều đột biến mới có thể biến đổi thành tế bào ung thư. Dr. Vinmec gọi những tế bào ung thư là những tế bào không ngoan ngoãn. Các tế bào bình thường lớn lên, phân tách rồi bị thay mới theo một quy tắc nhất định. Nhưng tế bào không ngoan ngoãn sẽ bỏ qua những quy tắc đó, thậm chí vượt qua ranh giới của chúng, tự do di chuyển và xâm lấn các tổ chức lân cận. Quá trình những tế bào này thoát khỏi vị trí ban đầu và lan rộng ra các cơ quan khác trong cơ thể chính là di căn. Tế bào ung thư phát tán qua hai con đường chính. Đầu tiên là đường máu. Từ cơ quan ung thư ban đầu, tế bào ung thư đi theo dòng máu đến các cơ quan khác trong cơ thể và sinh sôi, phát triển ở đó. Con đường thứ hai là thông qua hệ bạch huyết. Các tế bào ung thư sau khi thoát ra khối u nguyên phát có thể xâm nhập vào hệ thống bạch mạch rồi bị mắc lại ở các hạch bạch huyết. Sau đó, từ các hạch bạch huyết lại đi đến các cơ quan khác. Vì mạch máu và mạch bạch huyết đi qua nhiều nơi nên vô tình tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát tán ra nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể. Khi đã tìm được vị trí mới, tế bào tiếp tục quá trình sinh sôi, tạo thành ổ di căn. Các loại ung thư khác nhau sẽ có khu vực di căn đặc trưng. Ví dụ, với ung thư đại tràng, bộ phận di căn thường là gan, phổi, phúc mạc. Với ung thư phổi, bộ phận di căn thường là tuyến thượng thận, xương, não, gan, phổi đối bên, màng phổi. Đố bạn biết khi tế bào ung thư phổi lây sang gan sẽ được gọi là gì? Ung thư gan ư? Đáp án là ung thư phổi di căn hoặc ung thư phổi di căn sang gan. Hãy nhớ rằng ung thư di căn luôn có cùng tên gốc với ung thư nguyên phát bạn nhé. Ung thư di căn không phải lúc nào cũng có các triệu chứng rõ rệt cho chúng ta nhận biết. Các triệu chứng xuất hiện hay không còn phụ thuộc vào kích thước và vị trí của các khối u di căn. Một số dấu hiệu phổ biến giúp bệnh nhân có thể nhận biết ung thư di căn như đau, gãy xương khi ung thư di căn ở xương, nhức đầu, chóng mặt, co giật khi di căn ở não, vàng da, sưng phồng trong bụng khi di căn ở gan, khó thở, ho ra máu khi di căn ở phổi. Mặc dù các bệnh ung thư đều có thể gây ra triệu chứng đau, nhưng đau lại chưa chắc là triệu chứng đầu tiên của ung thư. Tuy nhiên, có những bệnh nhân không có bất kỳ biểu hiện nào của tình trạng di căn. Vừa rồi, Dr. Vinmec đã cùng bạn tìm hiểu quá trình tế bào ung thư di căn. Đăng ký kênh ngay để cùng khám phá những điều thú vị khác về cơ thể con người nhé!